Đúng 3 ngày tới, năm con giáp bỗng trúng số đổi đời, giàu sang nứt vách, ăn Tết giàu to. Quý vị thân mến, thầy phong thủy chỉ thẳng mặt, năm con giáp vận may cực đỏ, giàu nhanh chóng mặt, tiền bạc ầm ầm đổ về. Trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch năm 2024, nó sẽ rơi vào ngày 22 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 âm lịch. Đấy. Thưa quý vị, kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, tổ tiên xưa có câu là cuộc đời là vô thường, vạn sự thì khó lường. Đấy, quả thực trong cái kiếp nhân sinh này sẽ không ai đoán trước được cái điều gì có thể xảy ra vào trong cái ngày mai. Cuộc sống và vạn vật xung quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn có những cái biến đổi không ngừng theo cái không gian, thời gian. Không có bất kỳ cái hiện tượng, cái sự vật nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó là vô thường. Và trong ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đổ đầy, nhà lầu xe hơi, gia tài đồ sộ, đất đai hàng mẫu. Nhưng ngày mai cũng có thể mất trắng bởi một cái tai ương, một cái vận hạn hoặc là một cái sự cố nào đó nó xảy ra. Bên cạnh đó, cũng chẳng ai nghĩ rằng ngày hôm nay mình đã khổ cực, vất vả và dưới trời nắng trời mưa kiếm từng đồng để nuôi sống gia đình, ngày mai lại có thể được ngồi nhà lầu xe hơi đấy và có người hầu kẻ hạ. Không phải nghĩ về cuộc sống này luôn mang đến cho chúng ta những cái điều bất ngờ và không gì là không thể xảy ra. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh phương Đông cho rằng, dựa vào cái số mệnh của những con giáp và ngày tháng năm sinh cùng với cái sự xem xét về cái sự dịch chuyển của các vì sao, của các thiên ti chiếu mệnh, thì trong 3 ngày tới đây, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chúng ta sẽ có 5 con giáp cực kỳ may mắn tài vận hanh thông. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới đây thì những con giáp này rất được nhiều cát tinh nó chiếu mệnh mà gặp được cái thần may mắn, đấy, thần tài che chở mà ban cho cái vận may bất ngờ, được cả thiên địa nhân cùng chứng mà phất lên như diều gặp gió, giàu có bất ngờ. Vậy con giáp đó cụ thể là những con giáp nào và cái vận may nào sẽ đến với những con giáp này trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7? Và quý vị làm sao để tận dụng triệt để được những cơ hội tới? Tất cả những điều này sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp cực kỳ may mắn, giàu nhanh chóng mặt, tiền bạc ầm ầm đổ về trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Con giáp đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn, con giáp cực kỳ may mắn trong 3 ngày tới, không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tý. Quý vị thân mến, xin được chúc mừng những gia chủ tuổi Tý, những ai mà đang không ngừng cố gắng cho những cái người muốn thành tựu về bản thân mình. Quý vị đừng quan tâm về cái số mệnh của mình khi mà các bạn chưa cố gắng đủ. Đấy. Đừng chú tâm về số khi mà nỗ lực cũng chưa được đủ lắm. Người sống suy cho cùng thì mới là cái cốt lõi của số mệnh. Nó chỉ là một cái thêm vào bao giờ và phát huy hết cái khả năng của bản thân. Thì bao giờ đủ mồ hôi, sôi nước mắt, đủ cái nhiệt huyết. Khi đó mà không thành công ấy, thì quý vị hãy quan tâm đến cái số mệnh của mình. Còn lười biếng nằm ì là do gì? Là do mình chọn. Có phải là do số phận đẩy đưa? Không phải như vậy, đúng không? Trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Tý là những con giáp chăm chỉ, luôn cố gắng một cách lặng thầm. Họ không bao giờ than vãn kể lể với ai, làm việc gì và luôn dốc hết tâm sức của mình vào công việc. Chính nhờ vậy mà những người tuổi Tý luôn đạt được những thành tích tốt trong học tập và trong công việc, trở thành một trong những người xuất sắc nhất trong 3 ngày tới đây. Những người tuổi này thường nhận được cái sự ngưỡng mộ, khâm phục của những người ngoài. Thế nhưng họ lại không bao giờ hài lòng với bản thân. Đấy, cho phép mình được đứng yên một chỗ hoặc là ngủ quên trên chiến thắng. Con giáp này vẫn luôn cảm thấy rằng mình là một người rất tầm thường, không có tài năng gì đáng kể. Vì vậy họ không cho phép kiêu ngạo mà không ngừng cố gắng mới có thể là tiến xa hơn mỗi ngày. Những người tuổi Tý họ sẽ dành rất nhiều thời gian cho cái sự nghiệp, cho dù đã đến giờ tan ca thì họ vẫn sẵn sàng làm thêm hoặc là đem việc về nhà. Họ biết rằng mọi sự cố gắng của mình sẽ không hề bị uổng phí, họ sẽ trở nên tài giỏi hơn và không sợ bị tụt hậu lại phía sau. Cái vận may của mỗi người tùy thuộc vào từng cái thời điểm khác nhau. Và trong số 12 con giáp, có những người từ đầu năm đến giờ vẫn luôn
được thần tài chiếu cố, thần may mắn đồng hành nên mọi sự vẫn được êm đẹp, hanh thông thuận lợi. Nhưng mà với những người tuổi Tý thì trong cái thời gian vừa qua ấy, thì họ cũng khá là lận đận khó khăn. Và đến cái thời điểm 3 ngày tới đây thì cái vận may mới gõ cửa thực sự với con giáp này. Đặc biệt thì càng về những ngày cuối năm ấy thì những người tuổi Tý lại càng gì có khả năng bứt phá, giàu có, viên mãn, rất đáng gì khâm phục và khiến cho mọi người phải ghen tị. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Tý với cái tinh thần làm việc hăng hái, làm nhiều hưởng nhiều, công việc tiến hành một cách suôn sẻ. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì tổng kết lại những cái thành quả của quý vị đạt được cực kỳ đáng nể. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, đặc biệt là trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 nó rơi vào ngày 22 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 âm lịch, thì nó vẫn nằm trong cái tháng thì tháng 12 âm lịch là tháng Ất Sửu. Và theo các chuyên gia tử vi ấy, thì trong tháng 12 âm lịch chúng ta cục diện là Tý Sửu là nhị hợp. Thì ngoài cái cục diện nhị hợp quý nhân nó che chở giúp đỡ, bản mệnh còn có nhiều cái cát tinh nó hỗ trợ, nó trợ lực, nó giúp cho cái sự nghiệp của những người tuổi Tý ngày càng thuận lợi hơn, cái cơ hội thăng tiến nó ngày càng được rộng mở, khả năng cao trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Tý sẽ nhận nhiều cái tin vui về thăng chức, tăng lương, tăng thưởng. Đấy. Công việc trong cái thời điểm này thì khá là nhiều áp lực. Đó. Cái độ khó cao, nhưng mà bằng sự nhạy bén, bằng cái khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân giúp đỡ, giúp sức, nên là những người tuổi Tý sẽ hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ, tăng thêm cái độ uy tín cho chính mình, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, cộng thêm một chút may mắn từ cái vận trình nó mang lại. Đấy. Vậy nên là nhiều thành công tốt đẹp trong cái thời gian này sẽ đến với những người tuổi Tý. Trong thời gian này thì quý vị nên duy trì tốt các mối quan hệ ngoại giao, nó sẽ rất có lợi cho con đường thăng tiến của những người tuổi Tý sau này. Có thể quý vị sẽ phải tốn không ít tiền bạc để duy trì các mối quan hệ, nhưng điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới đây thì nói chung ấy, cái tài vận của những người tuổi Tý cũng rất có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương thì hài lòng với cái công việc hiện tại, cuối tháng thì có thể nhận được cái thông báo tăng lương, tăng thưởng, thăng chức. Thì ngoài ra ấy, bản mệnh cũng thì được cộng dồn cái khoản tiền lương, tiền thưởng cuối năm. Nhìn chung cái thu nhập của những người tuổi Tý trong 3 ngày tới đây cũng cực kỳ là rủng rỉnh, hậu hĩnh. Với những người kinh doanh buôn bán thì đặc biệt là có lợi. Đây là cái thời điểm hốt vàng, hốt bạc, mọi dịch vụ đều gia tăng, cái nhu cầu mua sắm nó lại được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đấy. Nên vậy nên đây là cái thời điểm tốt để những người tuổi Tý thúc đẩy cái kinh doanh, mở rộng cái quy mô của mình. Hứa hẹn cái doanh số nó sẽ tăng đột biến. Có điều thời gian này những người tuổi Tý vẫn có vô vàn những cái khoản chi phí phát sinh. Vì thế cần tránh cái hiện tượng là phá tài. Tuy nhiên chỉ cần quý vị có một kế hoạch chi tiêu rõ ràng thì các bạn vẫn tích lũy được những khoản tiền khá lớn để dự trù cho những cái việc quan trọng sắp tới đây. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để thúc đẩy cái vượng khí, đúng không ạ? Nó sẽ rất có lợi cho những người kinh doanh buôn bán. Những người tuổi Tý sẽ gặp được rất nhiều cái may mắn và cái tài lộc của mình trong thời gian này. Đó. Vậy nên đây là một trong những con giáp mà được lộc trời cho giàu sang phú quý, mà khiến cho rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 âm lịch, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, những người tuổi Mão nói chung là muốn giàu sang phú quý là cái điều tất yếu. Ở đời đôi khi nó là cái sự mong muốn chính đáng, không cần lý do. Không muốn giàu sang phú quý mới cần lý do. Đó. Vì thế nếu mà muốn điều gì thì quý vị hãy không ngừng phấn đấu vì nó. Đã mong gì thì hãy chiến đấu để đạt được cái điều đó. Đừng muốn để đấy, cũng đừng mong rồi để đấy. Về để gì? Mọi vật nó sẽ bị nhạt nhòa ở nơi gì? Ở cái thế ủ rũ. Không biết ngày mai ra sao, ông bà có nói là gì? Sông có khúc, người có lúc. Có khúc sông dữ dội, nước chảy xiết, cũng có những khúc sông hòa bình, êm dịu. Người sống cũng vậy, có khi thì thịnh vượng, may mắn, lại có lúc bị suy thoái, nhọc thân.
ai cũng mong muốn có được cái thành công lớn lao và vĩ đại. Cái vấn đề không phải ai cũng có được những cái thành công lớn mạnh. Nói chung trong cái số phận của nhiều người sẽ phải tìm cái ý nghĩa trong những khoảnh khắc nhỏ bé từ cuộc đời của mình. Và đôi khi tập hợp của những điều giản dị nó lại trở thành những cái điều cực kỳ vĩ đại. Viên mãn, quý vị thân mến, đôi khi quý vị nên để làm những cái việc nhỏ trước, làm cái tốt nhỏ, tự gom góp thành, các cụ nói là gì? Gom gió thành bão. Thì từ cái việc nhỏ sẽ hóa lớn và từ bé tự động sẽ mở rộng ra bao la. Quý vị thân mến, trên đời này còn sống là còn cần có cái chí vươn lên thay vì nằm dài trong vô vọng mất định hướng. Có chí hướng và có phấn đấu ấy, theo cái chí hướng cầu tiến thì gì, quý vị cứ dám nghĩ, dám làm, dám đứng lên và bảo vệ cái điều mình cho là đúng ấy. Dám sai và tiếp thu để cho bản thân ngày được một tiến bộ. Đấy là cái sự làm tốt yêu cầu của cái vận số. Đó. Những người tuổi Mão biết rằng mình có tài, nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là họ tài giỏi hơn tất cả mọi người. Họ cho rằng để có thể trở thành những người đứng đầu thì họ vẫn phải cố gắng rất nhiều. Bởi giỏi hơn mọi người xung quanh ấy, không có nghĩa là mình là người giỏi nhất. Vì vậy, những người tuổi Mão không bao giờ kiêu ngạo, tự mãn, cho rằng mình có thể là làm được tất cả mọi việc mà không cần đến cái sự giúp đỡ của bất cứ ai. Đấy. Mình là người tài giỏi trong tập thể, thế nhưng khi bước chân ra ngoài xã hội thì chắc chắn vẫn còn có người tài giỏi hơn mình. Và cái việc mình là người không ngừng học hỏi, không ngừng nỗ lực, không ngừng tiến bộ, đó là cái điều mà những người tuổi Mão vẫn luôn quan tâm. Con giáp này không ngừng cố gắng sẽ gì ngày càng hoàn thiện bản thân mình để có thể tiến bộ hơn. Họ sẽ không ngại đối diện với những cái thử thách, những cái khó khăn. Ngược lại, khó khăn chính là cái cách để cho những người tuổi Mão tôi luyện lại bản thân. Với những công việc mà mọi người cảm thấy là ái ngại, muốn rút lui, họ sẽ là người đầu tiên xung phong và đảm nhận. Dần dần họ sẽ càng lúc càng tài giỏi hơn, khiến cho mọi người phải cực kỳ ngưỡng mộ. Và trong 3 ngày tới đây, đoạn thứ 5, thứ 6, thứ 7, thì con giáp này nhận thấy ở đằng sau cái vẻ bề ngoài yếu đuối, mỏng manh là một cái nội tâm mạnh mẽ, kiên cường, đấy, tuyệt vời của những người tuổi Mão. Với cái bản lĩnh quyết đoán của mình, chưa thành công thì con giáp này không bao giờ bỏ cuộc. Có thể cái năm 2023 thì những người tuổi Mão gặp không ít những khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp. Đấy. Nhưng trong 3 ngày tới đây, thì những người tuổi Mão chính là cái lúc mà vận trình của họ gì được tươi sáng. Họ đã chứng tỏ được cái sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Bản lĩnh của những người tuổi Mão khi xảy ra cái chuyện xứng đáng là cái tấm gương để học hỏi. Càng khó khăn thì bản mệnh lại càng điềm tĩnh để giải quyết các vấn đề. Cái sự lý trí đã giúp cho những người tuổi Mão bình tĩnh để đưa ra những cái giải pháp tối ưu, có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Và trong 3 ngày tới, ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 tới đây, đặc biệt thì những người tuổi Mão sẽ gì được đền bù lại những cái khoảng thời gian đen đủi trước đó. Bản mệnh sẽ luôn may mắn hơn những người khác, bứt phá ngoạn mục, mọi chuyện đến gì đều êm xuôi và dễ dàng đến một cách bất ngờ. Dẫu có khó khăn thì cũng được quý nhân giang tay chào đón giúp đỡ. Nhờ thế mà cái chuyện tiền nong từ giờ đến cuối năm của những người tuổi Mão vô cùng là thoải mái, dư giả. Đó, có thể trả sạch nợ nần, bao nhiêu cũng trả hết. Thậm chí còn tích lũy được một cái khoản tiền lớn để cho tương lai. Sau đây, Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái may mắn của những người tuổi Mão trong thời gian tới. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 âm lịch tới đây thì mở ra một cái thời điểm khá là suôn sẻ, thuận lợi với những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Gia chủ sẽ nhận được nhiều cái sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, nên là mọi việc khó khăn cũng được tiến triển suôn sẻ và thuận lợi. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Bên cạnh đó, những người tuổi Quý Mão còn được những người đi trước truyền dạy cho những cái kiến thức hữu ích. Tình hình tài chính thì cũng khá là hanh thông vào cái khoảng thời gian 3 ngày tới đây. Nói chung ấy, trong thời gian 3 ngày tới thì những người tuổi Mão sẽ giữ được chữ tín, nên là sẽ chinh phục được cái lòng tin của nhiều đối tượng khách hàng.
Càng ngày thì các bạn càng có thể mở rộng được cái quy mô làm ăn kinh doanh của mình, khẳng định được cái chỗ đứng của mình trên thị trường. Tuy nhiên, xét về cái lá số tử vi của 12 con giáp thì nói chung là những người tuổi Mão lại có cái dấu hiệu hao tài, chứng tỏ bản mệnh vẫn phải chi tiêu khá nhiều trong cái thời gian về cuối năm, đặc biệt là gì trong dịp Tết Nguyên Đán. Vì thế, quý vị hãy có cách sử dụng cái khoản tiền trong túi một cách hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được với những người khác. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 ấy, nói chung ấy cũng có nhiều cái điểm sáng đấy. Vợ chồng thì đã thể hóa giải được những cái khúc mắc, những cái mâu thuẫn, những cái hiểu lầm từ trước đó. Vì thế mà cái mối quan hệ nó trở nên hài hòa hơn. Trải qua khó khăn, trải qua thử thách thì hai người lại càng trân trọng nhau nhiều hơn. Thưa quý vị, với những người tuổi Quý Mão thì quý vị có thể là gì chơi với những người tuổi Mùi đấy, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Thưa quý vị, với những người Ất Mão sinh năm 1975 ấy, thì trong 3 ngày tới đây nó sẽ có một vài cái khó khăn nó xuất hiện. Nhưng mà những người tuổi Ất Mão cũng đừng vì thế mà lùi bước. Các bạn hãy coi đó là một cái cơ hội để khẳng định cái tiềm lực của bản thân và gây ấn tượng tốt với ban lãnh đạo. Nếu vượt qua được cái khó khăn thì có thể quý vị sẽ gì trở thành một cái nấc thang để các bạn gì tiến về phía trước. Bên cạnh đó, cái phương diện tài lộc thì cũng có cái tiến triển tích cực hơn trong 3 ngày tới. Thậm chí có người còn phát tài dựa vào cái may mắn của mình. Thời điểm này thì các bạn có thể suy nghĩ đến cái việc bước chân ra khỏi cái lĩnh vực đầu tư. Vì quý vị hãy tiến hành một cách thận trọng, đừng nên nôn nóng. Bên cạnh đó thì cũng khuyên quý vị làm việc gì cũng cần phải cẩn thận, có chừng có mực, nhất là với cái chuyện chi tiêu. Nếu không ấy, dù có dư giả đến đâu thì quý vị cũng rất dễ rơi vào cái cảnh tình trạng là gì hao tài tốn của. Và cuối cùng ấy thì có việc cần kíp sử dụng tiền thì lại phải vay mượn những người xung quanh. Thưa quý vị, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Mão, người Ất Mão ấy thì cũng khá là thăng trầm khi mà quý vị và người ấy vướng phải những hiểu lầm. Quý vị cũng đừng có gì, đừng vội tin theo những lời bàn tán, lời ra tán thảo của người ngoài. Mà những người tuổi Ất Mão hãy đặt niềm tin của mình vào nửa kia nhiều hơn và chịu khó lắng nghe những cái chia sẻ của người ấy để đừng nên buộc tội. Bên cạnh đó, quý nhân của những người tuổi Mão thì những người tuổi Ất Mão 1975 ấy, Ất lấy lộc tại Mão, quý vị có thể chơi những người tuổi Mão, chơi những người tuổi Mùi và chơi những người tuổi Hợi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đó. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể chơi những người tuổi Thân để được gì? Để được thần tài ghé thăm. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Tạm 1987, sinh năm 1987 là tuổi Đinh Mão đấy. Đó. Thì đối với những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 thì quý nhân sẽ xuất hiện trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, có thể sẽ giúp cho những người tuổi Đinh Mão khắc phục được những khó khăn trong công việc. Với cái sự quyết tâm của mình thì những người tuổi Đinh Mão có thể vượt lên trên nghịch cảnh và tìm ra cái thế mạnh của mình, không còn sợ khó khăn thử thách. Vì thế mà trong thời gian này khuyên quý vị, nói chung nếu vướng phải những khó khăn thì quý vị hãy suy nghĩ một cách tích cực hơn và không nên ngại khổ, không nên ngại khó ở cái thời điểm hiện tại. Gia chủ càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai của các bạn sẽ càng thu được những kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Thưa quý vị, cái phương diện tài lộc của những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 chủ yếu phát triển mạnh mẽ vào 3 ngày tới đây. Người làm công ăn lương ấy, thì có thể nhận được cái khoản tiền lương hoặc tiền thưởng nóng xứng đáng. Trong khi đó, những người làm ăn kinh doanh thì lại bất ngờ nhận được những cái khoản lời lãi, những cái cơ hội đầu tư lớn và sẽ có nhiều cái may mắn tài lộc nó kéo theo, khiến cho những người tuổi Đinh Mão có thể dùng dính tiền tiêu trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới đây. Và để gia tăng thêm cái may mắn thì những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, quý vị có thể chơi với những người tuổi Mùi và quý vị cũng có thể chơi với những người tuổi Hợi để được may mắn và hành thông. Bên cạnh đó thì để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Đinh Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung ấy, xin được chúc mừng những người tuổi Thìn, con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay. Quý vị thân mến, nếu như các bạn muốn có tiền thì ai trong số chúng ta cũng đều muốn có cả. Có nhiều lý do khiến cho người ta muốn có tiền. Thứ nhất là có tiền để hưởng thụ.
Lý do này thì đôi khi nó hơi tầm thường, nên là gì? Có những người thường bảo là gì? Chỉ cần một cái cuộc đời bình an là đủ, không cầu mong gì cái sự giàu sang phú quý. Vậy là họ sẽ gì? Dừng lại và không phấn đấu vì cái vật chất. Nhưng trên thực tế có một vài cái lý do khác cần phải nhìn lại. Đó. Lý do thứ hai là có tiền cho cái trách nhiệm trên vai của người sống ở trên đời này. Nói chung trên đầu thì có bố mẹ, bên cạnh thì có anh chị em, có bạn đời và dưới thì có con cái. Đó. Xung quanh còn có bạn bè, có người thân và có họ hàng thân quen. Cứ cho là chúng ta có thể có một cái cuộc đời vô lo vô nghĩ, thì liệu rằng những cái mối quan hệ ràng buộc bên cạnh như vậy thì có được hay không? Thưa quý vị, đôi khi chúng ta cũng cần phải có tiền cho bố mẹ dưỡng già, cho bạn đời hoặc là gì, cho bố mẹ chữa bệnh khi về già. Tiền cho con cái đi học và tiền sinh hoạt hàng ngày. Đôi khi ấy, mà trong lúc cuộc sống khó khăn thì quý vị cũng không muốn phiền lòng thiên hạ. Nhưng mà quý vị khi mà có tiền, nếu mà gì có chuyện gì xấu nó sẽ đến, ít nhất thì gì, chúng ta cũng sẽ chủ động được. Đó, chủ động được. Vậy nên nếu mà quý vị đang còn trẻ, nếu đang còn sức thì quý vị hãy cố gắng phấn đấu. Quý vị hãy cố gắng hãy dấn thân. Đây không phải là cái sự tầm thường, mà đấy là cái sự mong muốn thành công cho bao người mà chúng ta trân quý. Quý vị đừng sống với cái lối sống là tư tưởng là quá thanh cao, cũng đừng sống với cái tư tưởng là ngại vất vả, đừng ngại bon chen, đừng có ngại làm việc khổ cực. Miễn là gì, chúng ta có một cái tham vọng đấy thuộc về mình, và chúng ta còn cái sự cố gắng nỗ lực cháy bỏng đấy, thiêu đốt cái linh hồn là một cái nét đẹp của con người đấy. Nhiều người vẫn dằn vặt là tại sao có nhiều người tài giỏi như vậy mà họ vẫn không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng. Thưa quý vị, cũng một vài người hỏi tôi là ông biết thế, ông làm thế, ông giàu thì sao ông không làm giàu đi, còn nên chia sẻ làm gì? Quý vị thân mến, cũng với câu hỏi đó thì những người tuổi Thìn sẽ đưa ra một cái đáp án, đấy là gì? Cái sự cố gắng đã gì biến một cái thói quen khiến cho chúng ta rèn luyện mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đó. Trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, nếu mà muốn được nghỉ ngơi thì những người tuổi Thìn lại sẽ dành thời gian để khiến mình trở nên xuất sắc hơn. Đây là cái tư duy của một con giáp nhìn xa trông rộng. Có thể người ta thường nhìn thấy những người tuổi Thìn là một người ung dung, nhàm chán, đúng không? Thế nhưng trên thực tế thì một khi đã tập trung vào cái lĩnh vực gì thì những người tuổi Thìn sẽ dành rất nhiều thời gian cho cái việc đó, và họ không dễ dàng hài lòng với những cái gì mà mình đã đạt được. Những người tuổi Thìn sẽ không hề cảm thấy những cái việc mình đang làm là khổ cực, dù quá trình đó có phải đối diện với thật nhiều khó khăn và cái thách thức đi chăng nữa. Bên cạnh đó, ở trong 3 ngày tới thì những người tuổi Thìn cũng không ngừng cố gắng và luôn mong muốn mình sẽ trở thành một người tài giỏi, không cần đứng đầu trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, chỉ cần gì chuyên về một cái mặt nào đó là đủ. Vì thế trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái vận trình tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì giới thiên chi cũng có cho hay. Những người tuổi Thìn đa phần đều là những người rất thông minh, nhiệt huyết và luôn sống hết mình với cái đam mê. Với cái sự chăm chỉ, với cái năng suất làm việc cao thì những người tuổi Thìn dễ dàng đạt được cái sự thành công trong cái sự nghiệp. Vì thế, những người tuổi Thìn luôn được thu xếp trong top những con giáp có sự nghiệp viên mãn, thăng tiến ầm ầm. Trong suốt những cái tháng năm vừa qua cho đến cái thời điểm hiện tại thì cái vận may nó vẫn luôn mỉm cười với những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, xét về cái lá số tử vi, nếu mà chọn ra một trong những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới thì không thể không nhắc đến những người tuổi Thìn. Đấy. Nếu không muốn nói là họ chính là những con giáp đứng đầu về công danh sự nghiệp, không những là suôn sẻ thuận lợi, cái chuyện tình duyên cũng được viên mãn, mà tiền bạc của họ thì cũng vô cùng là dư giả và gì khởi sắc. Vậy nên tuổi Thìn là một trong những 3 con giáp cực kỳ may mắn. Mọi mặt trong đời sống của những người tuổi Thìn đều thuận lợi, từ cái chuyện sức khỏe đến công danh tài lộc sự nghiệp. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì những người tuổi Thìn có thể trở thành một trong những con giáp giàu có nhất nhì vào cái dịp cuối năm, vét cạn túi của thần tài, tiền nhiều vô biên vô kể. Sau đây chúng ta cùng xét chi tiết về vận may của những người tuổi Thìn, xem là trong những người tuổi Thìn thì con giáp nào là con giáp may mắn nhất, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Quý vị thân mến, những người tuổi Thìn, Giáp Thìn sinh năm 1964 ấy, thì trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7
cái họ làm việc cực kỳ là hăng hái và hiệu quả nhờ có cái cắp tinh nó chiếu mệnh đó. Vậy nên trong 3 ngày tới đây, cái khả năng làm việc và cái kỹ năng chuyên môn của những người tuổi Thìn sẽ được cải thiện rất nhiều và gia chủ có thể hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian ngắn. Trong quá trình làm việc thì mọi thứ nó vẫn sẽ được diễn ra suôn sẻ và thuận lợi từ đầu đến cuối. Đó. Thì con giáp này cũng đừng quên tập trung vào cái việc giao tiếp với cấp trên, với đồng nghiệp và lập ra những cái kế hoạch, những mục tiêu dài hạn cho mình để chăm chỉ đạt được những cái thành quả xứng đáng trong tương lai. Cái thời điểm này thì những người tuổi Giáp Thìn sẽ có cái vận may về tài chính rất là tốt. Và cụ thể là những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 ấy, có cơ hội tham gia vào một số cái hoạt động đầu tư và cho vay. Nhưng mà hãy cẩn thận lên kế hoạch sử dụng cái nguồn vốn hợp lý, chứ đừng bị lóa mắt bởi cái lợi nhuận cao hấp dẫn. Ngoài ra ấy, nếu có thời gian và có sức lực thì gia chủ cũng có thể thử sức tham gia vào các hoạt động sáng tạo. Cái điều này nó cũng sẽ mang lại cho những gia chủ tuổi Giáp Thìn nhiều cái cơ hội về tài chính hơn, về các mối quan hệ, lại được thêm cái nhiều cái cắp tinh về đào hoa nó chiếu mệnh, nó cũng mang tới nhiều cái mối nhân duyên bất ngờ. Trong thời gian này thì những người tuổi Giáp Thìn và bạn đời của mình ấy sẽ có được một cuộc sống hòa hợp viên mãn là bên những người mình thương yêu nhất. Bên cạnh đó, để gia tăng cái vận quý nhân ấy, thì những người tuổi Giáp Thìn, giáp đấy là tuổi Dần đúng không? Thì quý vị nên chơi với những người tuổi Dần. Giáp mộc canh yêu dương lấy Sửu mùi làm quý nhân, nhưng mà mùi và Thìn là tương phá, vì thế quý vị hãy chơi với những người tuổi Thân và những người tuổi Tý. Như vậy thì để vượng vận quý nhân thì những người tuổi Thìn ấy, Giáp Thìn hãy chơi với những người tuổi Dần này, tuổi Dần và tuổi Tý nhé, tuổi Dậu nữa thì cũng sẽ được thuận lợi và may mắn. Tiếp theo chúng ta cùng xét là những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì những người tuổi Bính Thìn có được cái sự lạc quan và cái sự tin tưởng trong mọi vấn đề nhờ có nhiều cát tinh nó che chở giúp đỡ. Dù có những thách thức nhất định nhưng mà nhờ cái sự bình tĩnh và cái sự bản lĩnh của mình ấy, mà những người tuổi Bính Thìn có thể nhanh chóng tìm ra cái giải pháp hợp lý cho từng vấn đề, ghi dấu ấn của riêng mình ở cái giai đoạn cuối năm này. Nếu muốn có sự đột phá trong công việc thì cái việc mà gia chủ cần phải chăm chỉ tích lũy kiến thức, nâng cao cái kỹ năng và cố gắng thu xếp kế hoạch khoa học là cái điều mà quý vị nên làm. Chỉ cần gia chủ kiên trì, không ngừng học hỏi và phát triển thì những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ sớm thấy được những kết quả xứng đáng đến với mình. Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì tài chính của những người tuổi Bính Thìn cũng rất là lý tưởng. Gia chủ sẽ xử lý được các khoản đầu tư kinh doanh khá là khôn ngoan, lợi nhuận cứ liên tục đổ về. Một vài cái cơ hội đầu tư sẽ đến, nhưng mà gia chủ vẫn nên để cao tính an toàn để tránh những cái rủi ro. Quý vị cũng đừng đặt cái lợi ích tài chính của mình ấy vào cái tình thế bấp bênh. Bên cạnh đó, về phương diện tình cảm của những người tuổi Bính Thìn thì cái thời điểm này, con đường tình duyên của những người tuổi Bính Thìn khá là tích cực. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị và người ấy cũng đã biết để thấu hiểu cho nhau nhiều hơn, biết san sẻ, biết đồng cảm cho nhau. Vì thế mà cũng sẽ giúp cho cái mối quan hệ nó trở nên là bền chặt và hạnh phúc hơn. Những người tuổi Bính Thìn thì Bính Mậu đến lộc tuổi Tỵ, để có được cái lộc lá may mắn đó, thì những người tuổi Bính Thìn hãy chơi với những người tuổi Tỵ đó. Và Bính Đinh Chưa quý vị lấy Dậu Hợi lộc quý nhân, và để được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì quý vị chơi với những người tuổi Dậu và những người tuổi Hợi nhé. Quý vị nhớ này, Tỵ, Dậu và Hợi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Tiếp theo là chúng ta xét những người tuổi 1988. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới thì cái sự nghiệp của những người tuổi Mậu Thìn nó tiến triển khá là tốt đẹp nhờ có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, nó xoay chiếu. Và những người tuổi Mậu Thìn nói chung là trong thời gian này có nhiều cái cơ hội để vượt qua những cái thử thách mà cấp trên đưa ra. Thậm chí quý vị còn làm tốt hơn cả mong đợi ban đầu. Có những chuyện tưởng chừng như khó khăn nhưng khi bắt tay vào làm thì trở nên cực kỳ là đơn giản. Kết quả thu về cực kỳ là tốt đẹp. Quý vị cần lưu ý rằng tại cái môi trường làm việc thì gia chủ vẫn cần phải chú ý hơn đến cái thân phận và cái vai trò của bản thân. Đôi khi ấy, gia chủ sẽ gặp phải những tình huống cảm thấy xung quanh mình không có ai hiểu. Nhưng mà quý vị cũng đừng vội đề cao cái tôi, mà hãy chú ý đến cái chuyện lời ăn tiếng nói và cái hành động của mình để tránh những cái hiểu lầm không đáng có. Những người tuổi Mậu Thìn ấy, thì cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong cái khoảng thời gian 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 âm lịch tới đây. Nói chung ấy, cả cái nguồn thu chính và cái nguồn thu phụ, cả người làm công ăn lương hay là những người buôn bán kinh doanh thì đều có thể thu về cho mình một cái lợi nhuận khá tốt. Và quý vị cũng không phải lo túng thiếu. Thưa quý vị, các bạn đang chứng tỏ được rằng mình đang đi đúng hướng, đúng đường, có khả năng là nói được và làm được.
Nhìn chung thì cái tài vận trong 3 ngày tới của những người tuổi Bính Thìn tương đối là ổn định. Không phải là cái thời điểm mạo hiểm hay là mở mang thêm với quy mô một cách vội vàng. Nhất là trong thời điểm này cũng đã là thời điểm cuối năm, nói chung cũng đã gì gấp rút, chỉ còn vài ngày nữa thôi là Tết. Nên là quý vị cũng cần phải cẩn trọng, đừng có tham lam mà lại đầu tư một cách mù quáng, kéo gì lại gì bị lỗ vốn, mất vốn mất lời, mất bạn mất bè. Tốt nhất là trong thời gian này thì quý vị nên tích lũy và chờ thời, hãy lên kế hoạch tận dụng cái khoản tiền thật tốt đó để gì tương lai, để có một cái tương lai tươi sáng hơn vào năm 2024. Thưa quý vị, những người tuổi Mậu Thìn nữa, chúng ta có Bính Mậu lộc tài tỵ và lấy Sửu Mùi làm quý nhân. Như vậy những người tuổi Bính Thìn Mậu Thìn ấy có thể chơi những người tuổi Tỵ này, chơi những người tuổi Mùi và chơi những người tuổi Dậu, Tý và Thân để có được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về con giáp may mắn thứ tư đó. Thứ tư đó chính là những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Tỵ cũng là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, tài vận thì hanh thông. Như quý vị biết ấy, cái sự kinh doanh làm ăn ấy thì ai mà không sợ thua lỗ. Muốn thành công mà lại ngại vất vả, muốn khởi sự mà lại lo cái thị trường bão hòa, nhiều người đã làm trước rồi đó. Nói chung ấy, trong cái thời đại người khôn của khó mật ít rồi nhiều, người khôn của khó muốn độc quyền một lĩnh vực mà không muốn bão hòa thì nói chung ấy, cái mùa nào mới tới. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải lưu ý, thay vì tìm kiếm một cái mới hoàn toàn không ai làm thì quý vị hãy dồn tâm để phát triển và tạo ra cái nét chấm phá khác biệt so với những cái gì mà mình muốn làm, tạo ra những cái nét riêng, tạo ra những cái sự đặc sắc và chất cá tính, bền bỉ, kiên trì. Quý vị hãy nhớ, nếu là kinh doanh là cái ngành dịch vụ và dịch vụ trải nghiệm, khách hàng sẽ được đặt lên trên. Quý vị hãy nhớ, dù kinh doanh hay là gì làm hành chính, dù là bán buôn hay là làm người làm công sở, những người có tâm luôn là những người đi xa nhất. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ thì là những người mà có khả năng quan sát rất là tinh tế. Họ luôn chú ý đến cả những cái tiểu tiết mà mọi người xung quanh thường xuyên bỏ qua. Nhờ cái việc quan sát thầm lặng này mà họ có thể hiểu được thêm những cái nhiều thứ mới mẻ mà những người thường không thể biết được. Bên cạnh đó, những người tuổi Tỵ còn luôn chú ý kết hợp những cái điều mà mình phát hiện ra với những cái điều mà mình đã học tập trong sách vở, để hai cái điều đó nó bổ trợ cho nhau. Thời gian lâu dần, họ càng ngày càng trở nên hiểu biết hơn và thông minh hơn hẳn mọi người. Họ cho rằng ở trên đời này thì cái việc gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân và có lý do của nó. Chỉ cần chú ý tìm hiểu thì chắc chắn sẽ thu được thêm nhiều cái kiến thức hữu ích. Những người tuổi Tỵ cũng được nhiều người tin tưởng cũng chính bởi cái tính bác học của chính họ. Họ chỉ cần thoáng quan sát đã nghĩ ra cách giải quyết hợp lý các vấn đề. Trong 12 con giáp thì những người tuổi Tỵ luôn có cái sự gì mềm mỏng và cái sự khéo léo khó ai sánh bằng. Và chính cái sức mạnh mềm này cũng sẽ giúp cho bản mệnh đi qua những cái sóng gió của cuộc đời một cách là suôn sẻ, thuận lợi hơn, thu về cho mình những cái thành tựu rực rỡ hơn trong cái thời gian 3 ngày tới đây. Những người tuổi Tỵ thì bị thử thách khá nhiều nên là con giáp này vẫn còn khá lao đao. Thế nhưng trong 3 ngày tới thì sẽ là lúc mà những người tuổi Tỵ bứt phá, khiến cho những người khác phải ngạc nhiên. Trong 3 ngày tới đây, từ ngày 22 tháng 12 âm lịch đến ngày 24 tháng 12 âm lịch ấy, là cái giai đoạn nước rút đấy, may mắn nhất đối với những người tuổi Tỵ. Nếu quý vị biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lại cái nguồn lực sẵn có thì những người tuổi Tỵ có thể tạo dựng được cho mình một cái bước đột phá mới, ngoạn mục trong công việc cũng như là trong cái sự nghiệp kiếm tiền của mình. Cái chuyện kiếm tiền, cái chuyện làm giàu ấy, chỉ có thể là chuyện nhỏ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Với cái sự chăm chỉ, thu vén cùng cái bản lĩnh mạnh mẽ, kiên cường thì trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, nhiều người tuổi Tỵ sẽ làm nên chuyện lớn. Chỉ cần bản mệnh cố gắng, nỗ lực hết sức mình thì thành công luôn là cái điều nằm trong tầm tay của những người tuổi Tỵ. Và để gia tăng cái may mắn, cái vận trình của những người tuổi Tỵ thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về chi tiết để cái vận trình của từng người tuổi Tỵ trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7.
Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Đó. Các chuyên gia tử vi học dự báo trong 3 ngày tới thì những người tuổi Ất Tỵ 1965 ấy tràn đầy năng lượng và may mắn dành cho những người tuổi Ất Tỵ, mặc dù không có nhiều bất ngờ hay là biến động, nhưng mà tình hình chung ấy cũng không có sự cố hay là khó khăn gì đặc biệt xảy ra trong cái thời gian này. Vận khí của những người tuổi Ất Tỵ thì cũng đang ở trong cái trạng thái ổn định, có thể yên tâm làm việc. Đấy, làm cái việc mà mình muốn làm. Với những người tuổi Ất Tỵ thì trong 3 ngày tới đây, bản mệnh có thể là đảm nhận thêm những cái trách nhiệm mới và cải thiện cái kỹ năng lãnh đạo và quản lý của mình. Cái sự uy tín của những người tuổi Ất Tỵ cũng sẽ giúp cho gia chủ tạo dựng được cái lòng tin với tất cả mọi người. Những điều này mà có được là bởi do thì những người tuổi Tỵ đã biết cách phối hợp và giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong nhóm tài chính của mình. Bên cạnh đó, cái vấn đề tài chính của những người tuổi Ất Tỵ cũng khá là khả quan trong thời gian này. Gia chủ có thể nắm bắt được những cái cơ hội đầu tư đúng đắn với cái mục tiêu tích lũy tài lộc trong cái tương lai. Nhưng mà quý vị cũng cần phải chú ý đến những cái rủi ro khi mà quản lý tài chính và những cái thay đổi bất ngờ của thị trường. Đồng thời cũng cần phải cẩn thận khi mà hợp tác với người khác, tránh tin người một cách quá mù quáng. Đối với những người tuổi Ất Tỵ thì trong thời gian này thì nói chung là cái vận trình tình cảm nó cũng khá là hay thông thuận lợi. Hai vợ chồng đã biết gì hòa thuận và yêu thương nhau nhiều hơn. Nói chung ấy, những người tuổi Ất Tỵ sẽ có những cái hoạt động lãng mạn, nâng cao cái mối quan hệ đó trong thời gian này. Tiếp theo ấy, chúng ta xét đến những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Thưa quý vị, những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thì sẽ hoàn thể hiện bản thân khá tốt trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7. Các phương diện thì đều tiến triển một cách tốt đẹp, đều đặn. Càng về cuối năm thì càng có nhiều cái cơ hội nó mở ra trước mắt. Tuy nhiên, bằng cái sự nhạy bén và cái sự thông minh của mình ấy, thì những người tuổi Đinh Tỵ 1977 có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ, giành được những cái thành tích tốt đó. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Đinh Tỵ 1977 còn được quý nhân giúp đỡ, nên là sẽ nhìn rõ được cái đường đi nước bước cần phải đi, không còn phải chần chừ hay là do dự và để mất đi những cái cơ hội trước mắt mình nữa. Bản mệnh biết được cái năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, không ngại gian khổ, không ngại khó khăn. Và trong 3 ngày tới thì nói chung ấy, những người tuổi Đinh Tỵ 1977 gì sẽ được vượng vận tài lộc. Nhờ đó mà cả chính tài và thiên tài để nó cũng sẽ hỗ trợ. Và quý vị cần phải chú ý đến những cái cơ hội, những kế hoạch đầu tư tài chính có giá trị cao. Đấy. Đặc biệt đối với những dự án đòi hỏi sự kiên nhẫn và tích lũy lâu dài thì quý vị hãy kiên trì rồi mới nhận. Đấy. Cũng sẽ được một cái kết quả xứng đáng. Cái vận may về vật trình tình cảm nó cũng sẽ tìm đến những người tuổi Đinh Tỵ trong thời gian này nhờ có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên là quý vị cũng sẽ gì được người thân, được bạn bè yêu thương, đồng cảm. Đó. Và quý vị cũng cần phải là gì? Tìm kiếm cho mình những cái điểm mạnh riêng để cạnh tranh với đối thủ và cũng sẽ gì? Nhờ đó mà được gia đình hỗ trợ nên là gì? Cái công việc của những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 ấy, cũng sẽ được hanh thông thuận lợi và gì vợ chồng thì luôn hòa thuận hạnh phúc. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Quý vị thân mến, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 ấy, thì cũng có những cái bước tiến bộ vượt bậc trong cuộc sống. Công việc học tập đấy thì cũng có cái sự biến động thay đổi và luôn đi theo cái chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, đôi khi cũng sẽ phải đối mặt với những cái áp lực, những cái thách thức nhất định. Nhưng mà trong thời gian này thì những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 cần phải hạn chế cảm xúc và giữ bình tĩnh để có thể đối mặt với những cái khó khăn đấy. Và quý vị sẽ đạt được những cái thành tích tốt và có những bước tiến triển lớn hơn trong tương lai. Về mặt công việc thì nhìn chung không làm khó được những người tuổi Tỵ, bởi gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm về cái năng lực và cái kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, khi được cấp trên giao cho những nhiệm vụ mới quan trọng thì gia chủ cũng nên gì không khỏi hoang mang. Nhưng mà cái điều đó cũng nhanh chóng được qua đi bởi các bạn nắm được cái nhịp độ và cái sự tập trung cao độ. Cái vận may về tài chính của những người tuổi Kỷ Tỵ trong 3 ngày tới thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì cũng sẽ vượng vận. Gia chủ sẽ kiếm được một vài cái khoản thu nhập đáng kể và cũng có một cái số cái cơ hội đầu tư tốt. Tuy nhiên, gia chủ cũng cần phải chú ý đến cái việc quản lý tài chính, không nên hành động một cách là nông nổi bốc đồng vì cái lòng tham nhất thời,
kẻo lại gây hại đến cái chuyện thất thoát về tiền bạc. Thưa quý vị, bên cạnh đó cái nhân duyên của những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 cũng gì đều vượng pháp, nó có lợi đó. Các cặp vợ chồng thì dễ được hòa hợp với nhau, đã biết thấu hiểu và biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà nhìn nhận. Vì thế mà cũng sẽ gì không có những cái xung khắc, không những có những xung đột quá lớn trong thời gian này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Kỷ Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu để trợ vận hộ thân. Đó. Thưa quý vị, đó là những người tuổi Tỵ, con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo chúng ta xét đến con giáp may mắn thứ năm. Xin được chúc mừng con giáp may mắn cuối cùng trong 3 ngày tới, đó chính là những người tuổi Thân. Quý vị thân mến, nói chung ấy, ở đời ấy, thì có ai là không thua. Dù các bạn có tính toán đến 99% thắng thì vẫn có 1% cơ hội quý vị để thua. Và trong cuộc đời cũng vậy, ai cũng đã từng va vấp và gì có thể vấp ngã, có thể bị thua lỗ hoặc là có thể bị thất bại ít nhất là một vài lần trong cuộc sống. Đó. Nhưng mà quý vị cũng đừng sợ. Đấy, chúng ta vẫn còn cái ở trong cái giai đoạn nói chung là phát triển về trí tuệ, về kiến thức, đúng không ạ? Và cái trong cái giai đoạn mới này nó cũng sẽ gì giúp quý vị mở mang cái trí tuệ và có cái tầm nhìn rộng lớn hơn nhờ internet. Vì vậy quý vị có thể tận dụng để gì có thể phát huy. Đó. Nói chung ông bà ta ngày xưa có câu là gì? Không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời. Đó. Nếu mà quý vị đời ông bà đã nghèo rồi, bố mẹ đã nghèo rồi thì đến đời quý vị chắc chắn là nó sẽ được phượng phát. Đó. Đến lượt mình thì quý vị hãy tỏa sáng những cái điểm mạnh của bản thân cũng như là sự cố gắng của quý vị. Đấy, chỉ cần quý vị cố gắng thì tất cả cũng sẽ gì? Mọi việc sẽ trở nên hanh thông thuận lợi và quý vị sẽ đền đáp được công lao nuôi dưỡng sinh thành của những người mình thương yêu nhất. Thưa quý vị, nói chung những người tuổi Thân là những người mà thông minh nhanh nhẹn. Đó. Và nhưng mà những người tuổi Thân ấy cũng chịu nhiều cái sóng gió, cũng nhiều cái áp lực và cái thử thách trong cuộc sống. Nói chung từ đầu năm đến giờ thì cái họa tiểu nhân nó vây quanh khiến cho những người tuổi Thân cũng gặp nhiều cái khó khăn và nhiều cái trắc trở trong cái sự nghiệp và trong cái công việc của mình. Phải đến cái đoạn giai đoạn gần giữa năm ấy, thì cái vận trình của những người tuổi Thân mới có những cái bứt phá mới. Và đặc biệt trong 3 ngày tới đây ấy, thì những người tuổi Thân lại gặp cái vận đỏ vào những ngày cuối năm. Đấy. Vậy nên là gì? Quý vị chỉ cần cố gắng, nỗ lực đấy thì quý vị sẽ có được một những cái quả ngọt xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. Và trong 3 ngày tới thì những người tuổi Thân có thể nói là tạm biệt với những cái xui xẻo, những cái rắc rối. Thần tài sẽ chiếu cố, thần may mắn sẽ gõ cửa đem đến những cái điều tốt lành đến với những người tuổi Thân. Được quý nhân phù trợ, được thần may mắn chiếu mệnh. Đấy. Cộng thêm với cái tài năng và cái bản lĩnh của mình thì việc người tuổi Thân bứt phá xây dựng cho mình một cái cuộc sống thành công rực rỡ không phải là cái điều quá khó khăn. Đặc biệt bản mệnh sẽ làm đâu thắng đó. Đó. Hầu hết mọi việc thì đều được cái kết quả thành công và tốt đẹp. Bên cạnh đó, quý vị hãy cố gắng tận dụng những cơ hội này để cải thiện cái vận mệnh của mình, mang lại cái sự giàu sang phú quý, sung túc giàu có cho những người tuổi Thân. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta cùng xét về vận may chi tiết của những người tuổi Thân nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Quý vị thân mến, nói chung với những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thì trong 3 ngày tới đây sẽ đón nhận không ít những cái tin vui trong công việc, tài lộc và cả cái chuyện tình duyên nữa. Tha hồ mà tận hưởng cái Tết năm 2024 Giáp Thìn no đủ hạnh phúc đấy, và an vui. Trong 3 ngày tới, cái vận may của những người tuổi Mậu Thân sẽ tăng cao, may mắn sẽ đến một cách bất ngờ. Gia chủ sẽ làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua và trong 3 ngày tới đây, quý vị sẽ nhận được cái sự thành quả. Cái thành quả của các bạn cũng đã đạt được những bước tiến vượt bậc, đi làm thì cũng không quá khó khăn đấy. Những người tuổi Mậu Thân thì luôn có quý nhân giúp đỡ, đó là một trong những người lớn tuổi, họ sẽ mang đến cho quý vị những cái chỗ dựa vững chắc. Đấy. Khó khăn trong cái sự nghiệp cũng sẽ được tháo gỡ, cái vận may kiếm tiền cũng sẽ đến. Gia chủ cần nắm bắt cơ hội để tận dụng cái động lực đấy, và đón đầu một cái xu hướng, một cái hướng đi mới trong cuộc sống và có cơ hội đổi đời, đấy, ăn nên làm ra. Những người nào mà biết tận dụng những cái cơ hội cuối năm này để làm ăn ấy thì sẽ rất dễ phát tài, gọi trả sạch nợ nần đấy và có tiền dư giả để sắm Tết
Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn ấy, thì những người tuổi Mậu Thân 1968 quý vị cũng luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ may Mậu Thân. Ở bên cạnh đó, để có được quý nhân ấy, chúng ta biết là những người tuổi Mậu Thân đúng không ạ, thì quý vị nên chơi những người tuổi Tỵ, Bính Mậu với Lộc Tỵ để được lộc đúng không ạ, và giáp một canh Ngưu Dương nên chơi những người tuổi Mùi và những người tuổi Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó, quý vị cũng hãy chơi những người tuổi Thìn và những người tuổi Tý để được thì tam hợp quý nhân. Đó cũng là những cái tuổi cát lành may mắn với những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Thì trong 3 ngày tới thì những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 nói chung ấy được cát tinh nó trợ mệnh, nó giúp đỡ, nó chiếu cố nên là cũng sẽ vô cùng may mắn. Tuy quý vị vất vả một chút nhưng bù lại lại có của ăn của để đấy. Và nếu mà quý vị nắm bắt được cái cơ hội thì cái Tết 2024 cũng là một cái Tết rủng rỉnh nhất đối với những người tuổi Thân. Tuy nhiên quý vị đừng có quá cao ngạo đắc ý, bởi càng huênh hoang càng dễ gặp những xui xẻo. Công việc tiến triển nhanh, càng vất vả, càng bôn ba, càng sâu sáo thì thu hoạch càng lớn. Những người tuổi Canh Thân cần phải nhớ rằng mọi cái nỗ lực sớm hay muộn cũng sẽ thu về được những cái thành quả xứng đáng. Các bạn không hề vô dụng. Đấy, những người tuổi này khá chịu khó làm ăn. Một số người thì đang gì xa quê và phải đi đây đi đó vì cái tính chất công việc, sẽ sớm nhận được những cái tin tốt lành. Cái vận trình tài lộc thì càng về thời điểm cuối năm thì lại càng dồi dào. Bản mệnh nên có những cái niềm tin về những cái kế hoạch và những cái dự định và công việc của mình. Nói chung ấy, trong thời gian này đôi khi nó cũng sẽ xuất hiện một vài khó khăn nhưng mà cũng sẽ sớm ổn. Tuy nhiên, những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 cần phải ghi nhớ rằng phải đi lại nhiều thì mới có tiền, đừng có há miệng chờ sung. Quý vị càng đi lại nhiều, càng quan hệ nhiều thì quý vị càng có nhiều cái cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình. Đó. Đừng có ngồi một chỗ mà há miệng chờ sung nhé. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Canh Thân cũng thì không có nhiều biến động. Nói chung thì gia chủ đã gì và bạn đời của mình ấy đã xử lý một cách khéo léo, biết quan tâm, biết chăm sóc đến nhau nhiều hơn. Nên là trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ có được nhiều cái may mắn đến với mình. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Quý vị thân mến, tuổi Nhâm Thân thì cũng gặp được nhiều cái may mắn trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Trong thời gian này thì những người tuổi Nhâm Thân không phải vất vả như tử như thời gian trước đó nữa. Đặc biệt là những ai mà đang vất vả bôn ba đi làm xa quê ấy, thì những cái khó khăn sẽ biến thành cái động lực trong thời gian này. Công việc trăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai mà đang làm công việc phải di chuyển nhiều ấy, hoặc là những ai đi xuất ngoại thì lại càng gặp được nhiều cái may mắn và thành công. Đó. Luôn là quý nhân giúp đỡ, quý vị sẽ tìm thấy cái niềm vui và cái thành tựu. Một thời gian tới thì quý vị cũng sẽ để thu về tiền đề túi, tình đề tim. Càng buôn ba thì lại càng có nhiều cái khởi sắc trong công việc và trong sự nghiệp. Những người tuổi Nhâm Thân ấy chăm chỉ cày cuốc đấy, và bên cạnh đó thì cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn trong 3 ngày tới đây. Cái vận trình tài chính của các bạn cũng sẽ được gì tốt lên. Các bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về cái khoản chi tiêu. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Nhâm Thân cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Đấy. Quý vị đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà suy nghĩ. Cũng như là gì? Những người Nhâm Thân ấy là những người mà cũng tình cảm và biết mình biết ta. Đôi khi cũng biết nhẫn nhịn để cho nhường cho đối phương phần thắng, nên là cái chuyện tình cảm khá là êm đẹp và hạnh phúc. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đó. Chúng ta biết là trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chúng ta sẽ có 5 con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, dễ có cơ hội đổi đời giàu to. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tý, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Thìn, 4 tuổi Tỵ và 5 là tuổi Thân. Đây là 5 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Vậy nên quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này, tận dụng cái thời gian này để gì nắm bắt cơ hội phát tài phát lộc. Đấy, giúp cho quý vị có một cái Tết rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo nghĩ bất kỳ chuyện gì về cái chuyện vận trình tình bạc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.